chị hàng ngày đi xuống đấy lấy? Hàng ngày có người đưa lên. Thế là mình là đặt luôn ở... Đặt luôn mỗi hàng nó đưa. Thế một ngày thì mình bán được khoảng bao nhiêu mỡ hùng? Bán được à? Ba chục mỡ, ba bốn chục mỡ rồi đấy. Thế mỗi mỡ đi được khoảng bao nhiêu tiền? Mỡ... nghìn rưỡi hai mỡ, 700. 700. Đời tôi là ba đời rồi đấy, bố mẹ tôi rồi đến các em, nên là ba đời. Nhất là vì từ đời cha ông mình đến bây giờ vẫn làm theo cái nghề này nhá. Thế mà bây giờ coi như là một số hợp tác xã cho vào quy hoạch xây dựng, mở mang bãi xe rồi sân talit, liên lai mai chỗ này là chuyển về sân talit này. Thế thì coi như là đời mình thì cũng già rồi, chả làm được mấy đâu. Bây giờ coi như là đồng ruộng nên người ta giao cho thì làm cho nó khỏe thôi. Chứ còn ăn thu gì, thu hoạch được bao tiền đâu. Mỗi một ngày được vài chục nghìn. Nắng mưa khổ lắm. Nhưng còn các em thì nó có nghề khác nó làm chứ nó chả làm nghề này đâu. Cốm vòng gạo tám mễ trì, tương bần, húng láng còn gì ngon hơn. Tức là tất cái vùng nổi tiếng đều có cái địa danh của nó ấy, và cái truyền thống đó. Thế thì giá mà thử để lại thì không phải. Bây giờ thì cốm vòng chả còn nữa. Gạo tám mễ trì cũng có. Thế không biết tương bần không, như rau láng không còn nữa. Chứ ngày xưa rau láng của các bác ấy thường thường phải nói là ra người ta mua rau láng người ta biết, mà cái rau ở cái nơi khác biết, vì cái rau húng láng là bắt đầu nó nhỏ ngọn, nó chính là, chứ còn nơi khác thì cái rau ngọn nó to hơn, rất là rau mùi láng, rau thơm láng thì nổi tiếng rồi. Chỗ này là chỗ này, tức bây giờ đất hiện giờ là hiện là đất, nói là thành phố là quản lý đất. Thế cho nên là vừa qua thì xã viên bây giờ tức là ban chủ nhiệm bảo là để xin thành phố cái quảng ngài để làm cái bãi xe trước mắt để cho cải thiện cái đời sống cho xã viên. Khi nào nhà nước cần thì hợp tác xã giảm. Nhưng mà không hiểu tại sao là xin được đã xây xung quanh đây nhưng mà vẫn chưa được cái giải quyết được cái bãi xe. Tại vì cái nhất bây giờ muốn không muốn làm gì thì làm. Tức mà có gọi là cái giải quyết đời sống cho dân dân vẫn là quan trọng. Bởi nhà nước lấy đất và trên sở đó để làm một công trình hay làm cái gì, nhưng mà tóm lại là cũng để làm sao cho những đời sống xã viên, đời sống của nhân dân phải được cải thiện nó dâng. Chứ còn bây giờ nhà nước mở ra mà trong đó cùng là người mà không có việc làm thì cái chuyện đó không đạt cái yêu cầu kết quả.